với mong muốn rằng chúng tôi muốn áp dụng một cái phương pháp giáo dục trải nghiệm thực tế, bổ trợ cho em những kỹ năng mà trong cái chương trình học các em ở trong nhà trường chưa được nhiều. Thế thì cái trại hè kỹ năng chiến sĩ công an trẻ tuổi năm 2020 này tổ chức tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, thì chúng tôi nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng của rất là nhiều các em học sinh. Và cái thông điệp của trại hè chiến sĩ công an trẻ tuổi 2020 mà chúng tôi lựa chọn là theo các tôi thế đấy, đấy là tên của cái tác phẩm văn học của nhà văn Nikolai Ostrovsky. Và trong trại hè này thì chúng tôi cũng có những nhân vật trải nghiệm rất là đặc biệt, đó là cậu bé Phạm Trọng Đạt, bạn đến từ trường trung học cơ sở Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó thì cùng với Đạt thì có một cô bé nữa là đến từ dân tộc Chim của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi cũng mời Đạt và Gửi Nhi tham gia trại hè, tặng cho em suất 2 suất học bổng để các em tham gia trại hè, với mong muốn rằng những cái hoạt động ở trại hè sẽ một phần nào đó giúp cho các em có thêm được những môi trường mới, những mối quan hệ mới, bạn bè mới, và từ đó các em mạnh dạn hơn, các em chững chạc hơn và có thể giúp ích cho các em trong cái thời gian và đời em sau này. Thank you.
Con tên Đường Gurgani, lớp 6A3, trường Trung học cơ sở Xuân Trung. Con rất thích tham gia chạy hè vì được lên Đà Lạt với lại kết bạn với những bạn mới. Về cái mục đích thì như vậy, nhằm giáo dục cái truyền thống lịch sử công an nhân dân Việt Nam, lòng tự hào về dân tộc và lòng yêu nước, và qua đó để các em hiểu thêm về cái lịch sử truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân Việt Nam đã có 75 năm qua. Và cái trại hè này nhằm giáo dục cho các em thêm những cái kỹ năng hiểu biết, thứ nhất là lịch sử về công an nhân dân, thứ hai là học các cái nghiệp vụ của cái lực lượng công an, để cho các em tạo cái không khí gần gũi gắn bó với cái lực lượng công an nhiều hơn. Trong 7 ngày trại hè tổ chức thì như vậy thì chúng tôi cũng đã truyền đạt cho các em với những cái nội dung điều lệnh nội vụ, nghi lễ, nghi thức trong công an, rồi được làm quen trải nghiệm với các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, rồi là phòng cháy chữa cháy và tự giải cứu cho bản thân, phòng chống cái bạo lực học đường, qua đó và tìm hiểu thêm cái luật giao thông đường bộ, để các em khi ra về với gia đình, về với cộng đồng thì các em có thể là thực hiện đúng cái quy định của pháp luật cũng như là quy định của nhà nước.